Nếu muốn thay đổi thì còn rất nhiều chuyện phải lo. Nào là chuyện trường lớp cho các con, nào là... Không cần phải lo gì hết, vì anh chỉ lên Sài Gòn một mình thôi. Sao? Anh đi một mình? Còn... còn em và con vẫn ở đây, công chuyện làm ăn vẫn tiếp tục như cũ. Không, không được, em không bằng lòng. Nè, em bình tĩnh, nghe anh bài phân. Lên đó một thời gian, tìm nơi bán buôn làm ăn. Khi nào ổn định thì anh lo liệu, về đây rước gia đình. Lên trên đó liền, anh cần vốn ngay bây giờ đây. Nhưng em đã nói không là không. Thì thôi, không nữa thì cũng chẳng sao. Cô đừng hối hận rồi đi tự vẫn, bởi cô biết thừa tôi là người như thế nào. Anh nói như vậy là sao? Tôi đã một thời gian phong lưu, thiếu gì người đang mở rộng vòng tay chờ tôi bước đến. Như vậy thì anh cứ bước đến với người ta đi. Anh đi đi, anh đi đi. Cái gì? Cô thách tôi đó hả? Vậy thì đừng hối hận nha. Tiếc tiền thì mất chồng, vậy thôi. Anh Khanh, anh Khanh. Trời ơi, khổ, khổ nữa rồi. Giờ này mà mẹ đi đâu không biết nữa. Chẳng lẽ đi bắt ghen? Thách thức tôi, thách thức tôi. Ba, ba về, còn mẹ con đâu? Cái gì? Con nói cái gì? Vậy mẹ con không đi tìm ba sao? Không. Vậy là... trời ơi, không lẽ... chuyện gì thì nói rãi ra đi, đừng có chẳng lẽ bực mình lắm. Khánh ơi Khánh, Hiền ơi Hiền, mau mau lên, mau lên, mau lên. Ông Năm ơi, có chuyện gì vậy ông Năm? Chuyện gì nữa? Hiền, con đi mau đi, người ta đang cấp cứu mẹ con ở đẳng á. Trời ơi, may mà nhầm lúc nước lòng á, chứ nếu nước lớn nó cuốn mẹ của mày trôi đi thì có trời mà cứu. Sao vậy? Sao cứ gây buồn phiền cho vợ với tự tử hoài vậy? Trời ơi! Má, má thấy chồng mình khỏe chưa? Nếu chưa thì con đưa má vô bệnh viện. Ôi, già cả rồi, muốn khỏe thì khỏe, muốn mệt thì nó mệt, có gì phải vô bệnh viện con. Má, chắc tại má lo nghĩ nhiều quá nên trước số phận con người lại quá nhỏ. Phải chấp nhận thôi. Má đừng lo nghĩ nhiều mà bệnh hoạn vương mang. Đau đớn từng
về đâu. Thôi, ma đừng buồn nữa. Dù sao thì mẹ con mình cũng đã cho nó mượn một số tiền, con thấy rất vui mà. Con Hằng, chắc nó mắc nợ thằng Khanh. Khổ lên, khổ xuống, chết tới, chết lui. Vậy mà vừa khỏe lại, đã vội mượn thêm tiền để đưa cho chồng lên Sài Gòn làm ăn. Lên Sài Gòn làm ăn thì không nói gì, sợ sẵn tiền trong tay rồi ngựa quen đường cũ, tiền bạc tiêu tan, gia đình tan nát, rồi con Hằng nó khổ nữa. Cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác. Trời ơi, đúng là khổ khổ mà. Anh Khanh, anh Khanh ơi. Chết rồi, chạy ra ngõ sau mau đi. Anh Khanh, mở cửa, mở cửa đi anh. Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt rồi lên đây? Anh chưa ngủ mà sao em kêu cửa anh không mở liền? Sao em biết anh chưa ngủ? Nếu anh ngủ thì tại sao anh không đóng cửa sao? Thì tại quên. Gì cũng hỏi. Anh quên hay là anh đã mở cửa cho nó thoát thân? Nè, nó nào, đừng có ăn nói hồ đồ nghe. Vậy cái đôi giày này là của ai? Của cô Liên, bồ của bạn anh. Vậy là tụ tập ăn chơi nữa hả? Như vậy không phá sản sao được? Thì tại làm ăn thua lỗ, chứ tụ tập ăn chơi hồi nào đâu. Bạn bè thì lâu lâu mới gặp. Nếu anh làm ăn thua lỗ thì sáng mai em sẽ đưa tiền cho anh trả nợ. Rồi vợ chồng mình về quê đi anh, mình sẽ làm lại từ đầu. Không, tôi không về quê đâu. Tôi quyết tâm lập nghiệp ở trên này rồi. Anh nghe em nói nè. Anh đã nói là không về dưới quê rồi, còn nói gì nữa, bực mình quá đi. Kìa anh bỏ đi đâu vậy? Anh Khanh, anh Khanh. Cô ơi, cô có sao không? Hả? Phải Hằng không? Tuyết. Trời ơi, Tuyết. Hằng, Tuyết. Trời ơi, mình mừng quá. Hằng ơi, mình mừng lắm á. Hằng ơi, khỏe không? Hằng sao rồi? Hằng cũng khỏe chứ. Cảm ơn Tuyết. Trời ơi, muốn liên lạc với Hằng lắm mà không có biết địa chỉ. Mà Hằng nè, Hằng với cậu Khanh á, sao? Vợ chồng mình vẫn sống tốt, chỉ vì anh Khanh muốn lên đây làm ăn nên phải tạm xa nhau. Vậy sao cậu Khanh sống với con Liên như vợ chồng vậy? Liên nào? Ủa, hồi nãy Hằng không gặp nó hả? Nó ở đâu mà gặp? Thì ở đây chứ đâu, mình cũng ở gần đây nè cho nên mình biết. Hèn gì kiếm chuyện để đi theo nó. Trời ơi, sao tôi lại khổ như vậy? Tại sao tôi lại khổ như vậy chứ? Hằng à, Hằng ơi, hãy bình tĩnh đi. Mình khổ, khổ lắm Tuyết ơi. Biết biết, đừng có khóc nữa. Khóc không có giải quyết được gì hết á, chỉ thêm khổ thôi hà. Theo tôi thì Hằng hãy lên đây ở luôn bên cạnh để canh ông chồng. Bằng không chồng mất như chơi. Con nhỏ này đẹp á, lại nói năng rất là ngọt ngào. Hèn gì anh nhất định không về. Mà không về đâu phải muốn làm ăn, mà vì mê gái nên anh không muốn về. Theo tôi
cậu Khanh đang mê mết. Con nhỏ nó trẻ mà lại biết vuốt ve. Đàn ông thì như lá sông đời kia, kim đâu sông đó chẳng chê chỗ nào. Trời ơi, làm sao mà tôi sống nổi. Đàn ông như lá sống đời, kim đâu sống đó chẳng chê chỗ nào. Được, nếu anh không về thì tôi cũng không về. Đúng rồi, chồng đâu thì vợ đó cho chắc ăn. Hằng ơi, Hằng. Ủa, ông đây là ai? Tôi ở dưới Cà Mau á, thứ năm. À, cháu nhớ rồi. Hằng có nói với cháu về ông rất nhiều. Hằng nói Hằng mang ơn ông. Tuy là hàng xóm, nhưng ông đã giúp đỡ cô ấy tận tình từ lúc mới lập nghiệp. Bây giờ còn lại trông coi nhà ở dưới quê nữa. Nhưng tôi thì không giúp được cổ thu hồi tiền xăng mà người ta thiếu cổ, nên cô Hằng phải nợ lại công ty một số tiền rất lớn. Chà, tôi sợ không khéo sẽ có lệnh truy nã, nên vội vàng lên đây cho cổ hay. À, mà quên nữa, cô là chi với Hằng? Dạ, ngày xưa là bạn học. Lúc trước cháu ở gần nhà trọ của cậu Khanh thuê. Từ ngày Hằng mua nhà này, cháu theo về ở đây bầu bạn. Vì thấy Hằng quá đau khổ. Hả? À, lại xảy ra chuyện gì nữa? Chồng của Hằng có vợ nhỏ. Trời đất ơi. Cứ những chiều là chồng đi với vợ nhỏ, là cô Hằng phải đi tìm, rình mò để bắt ghen. Cho tới con cổ nhập viện, mà cổ còn dám gửi con để kiếm chồng nữa đó. Thấy hoàn cảnh của cổ khổ quá, con mới theo an ủi. Ý cha, thiệt từng tuổi này tôi chưa thấy ai mà khổ kỳ khổ cục như cô Hằng hết à. Ủa, cậu Khanh đâu rồi ông? Hồi nãy tôi lên thì có cậu Khanh ở nhà, nhưng chưa kịp hỏi thăm câu nào thì điện thoại reo. Cậu Khanh nghe điện thoại reo là lật đật đi liền, nhờ tôi coi nhà nè. Rồi à, con quỷ đó chứ không ai hết á. Trời ơi, khổ thật là khổ mà. Thôi bây giờ có ông ở đây, để con tranh thủ chạy về nhà một chút. Theo cổ bắt ghen riết kì cuốn khờ luôn vậy nè. Con về nghe ông. Cô về đi. Ý cha, một người chí thú làm ăn, thương chồng hết mực như cô Hằng, mà sao cứ chịu khổ hoài vậy cũng không biết nữa. Chú Khanh ơi, chú Khanh ơi, có nhà không chú Khanh? Cậu Khanh không có ở nhà, có chuyện gì đó hả chú em? Cô Hằng ấy nhắn với chú Khanh, cổ bị công an quận giữ cho lệnh truy nã ở Cà Mau. Trời ơi, ông có gặp chú Khanh đó, nói chú Khanh đến đó gấp nha. Nhưng chú em là ai để tôi nói lại với cậu Khanh? Thì ông cứ nói là Tư Xích Lô chở hàng cho cô Hằng ấy. Được rồi, tôi cảm nhớ ơn. Nghe ông, nhớ nghe. Cảm ơn chú em nha. Mẹ, con ơi. Mẹ, con tưởng đâu mẹ bỏ con rồi chứ. Làm sao mẹ bỏ con được? Tại vì không biết con bị giam ở đâu nên chậm đi thăm. Tại con liên tục bị đổi chỗ giam, có lẽ vì vậy nên anh Khanh anh cũng không biết chỗ để thăm con. Khổ lắm phải không con? Con khổ lắm mẹ ơi.
Hằng ơi, mẹ đau đớn biết bao nhiêu. Ngài tòa xứ con mà ngoài nằm liệt giường, trời ơi, thì không cách gì mẹ đến được với con. Trời ơi, con tôi có tội tình chi mà tạo quá trơ trêu bài lắm điều cay nghiệt. Mẹ mới nửa chừng xuân mà lận đận biết bao lần. Thằng Khanh chồng con nó thật tệ, dẫu hết tình thì cũng còn cây nghĩa bao năm. Hơn nữa tội lỗi này là do nó đã gây ra, coi như con đã ở tù hai nó. Vậy mà nó xử với con như vậy, tại sao con còn ở tù thay nó làm chi? Không phải là con chịu tội thay cho ảnh, mà thật ra là con phải vào tù. Con hãy nói rõ hơn cho mẹ hiểu, tại sao chồng con thiếu nợ mà tội lỗi con phải mang vậy con? Khi kinh doanh, trên mặt giấy tờ thì con đứng tên tất cả, nên anh mặc sức dung dài tiêu xài. Hồi đó con không nghe lời khuyên dạy, nên khi ngựa quen đường cũ thì kêu trời không thấu mẹ ơi. Đâu có ai thương con bằng bà với mẹ, nhưng đã muộn màng dù hối hận ăn năn. Thôi, con ráng cải tạo cho thật tốt để được giảm án sớm về nhà thu xếp chuyện gia đình nghe con. Mẹ ơi, đêm từng đêm con cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát hãy cứu lấy con, cho con được giảm án để về sum họp với gia đình. Kìa mẹ, dường như có chuyện gì đó mẹ giấu con phải không mẹ? Không có gì đâu con, không có gì hết á. Mẹ, con đến nông nỗi này thì có chuyện gì mà con không chịu đựng được nữa? Mẹ hãy nói cho con biết đi, có chuyện gì vậy mẹ? Con của con nó ra sao hả mẹ? Mấy đứa nhỏ trở về nhà ở Cà Mau, có chú Năm dòm ngó săn sóc giùm,
Còn căn nhà con mua ở quận 10 trên thành phố, nghe đâu chồng con nó bán rồi, rồi nó sống với người đàn bà đó luôn, đã có con nữa. Vậy sao? Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài quả thật linh thiêng, con đã được giảm án 2 năm. Chị Hằng, em mừng cho chị được giảm án. À, chị cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Thôi, chị về, em ở lại, ráng cải tạo cho thật tốt nghe em. Chị Hằng, em xin chị cho em gửi con em và nuôi giúp giùm em 6 tháng. Ủa, sao em không để nó ở đây như mấy năm qua? Vì ngày mai này có lệnh phải đưa hết những đứa bé ở đây lên Đồng Nai. Em thì không có biết đường đi, thì làm sao nhận được con em? Mẹ con em thất lạc thì khổ lắm. Xin chị thương em, chị cho em gửi gắm con em. Mãn tù em sẽ về nhận lại con. Thu à, thấy hoàn cảnh của em cũng rất đau khổ, nhưng mà chị còn 4 đứa con ở nhà, không biết ai nuôi nữa, thì làm sao mà chị đem con của em về nuôi được chứ? Thu, em cảm phiền, em cảm phiền, đừng có buồn chị nha. Chị ơi, em lại chị, em lại chị. Thu, em đừng có làm vậy, đứng lên. Chị, em đừng có làm như vậy mà Thu. Chị thương hoàn cảnh của em đi chị. Thu, chị, em làm cái gì kỳ vậy, đứng lên đi. Hãy thương tình mà dưỡng nuôi con khờ. Lòng em đi khắp thâm ân không hề dám quên. Làm sao chị? Thôi được rồi, em đừng làm như vậy nữa, đứng lên đi em. Dạ. Để chị vô phòng giám thị, chị nhận đem đứa bé về nuôi, rồi 6 tháng sau em về em nhận lại nha. Dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Đi em. Cô trách gia đình tôi là cô ở tù không có ai thăm nuôi. Cô trách tôi bạc tình, bạc nghĩa. Còn cô thì sao? Hãy thành thật nói tôi nghe, tại sao dám đem đứa bé về nhà? Có phải là cô có cặp, có đôi khi xa vắng tôi không? Trời ơi trời, anh du quan nhớ bà để quá lắm chuyện anh làm. Anh có vợ nhỏ tùm lum, có phải như vậy hay không? Cô trả lời tôi đi, đừng có bắt quan này nọ. Khi không mà có đứa bé sao? Em đã nói rồi mà anh chẳng chịu tin. Nó là con của cô bạn tù, nhờ em nuôi. Nếu còn nghi kỵ xuống trại giam nói lại, đừng hành hạ em, xỉa xói rồi kiếm chuyện nói này nói nọ. Tôi không có rảnh. Đem đứa nhỏ về giống như là ma trù vậy đó. Bệnh hoạn khóc la bất kể ngày đêm. Thì con nít nó xa mẹ, nó nhớ mới sanh bệnh nên nhõng nhẽo. Anh không bằng lòng thì em đã đem gửi cho mẹ em nuôi rồi. Em nuôi em làm phước, em không màng cực khổ, vậy mà anh có để cho em yên đâu.
Mấy tháng trời chỉ có chuyện đứa nhỏ hả mà anh cứ cay đắng, anh hạch sách em đủ điều. Hạch sách đủ điều hả? Làm sao tôi tin nổi một người đã có cái quá khứ ăn chơi phá phách, nhất là đùa giỡn với tình yêu như cô. Cô thật là nhẫn tâm mà, đã làm tan vỡ một tình yêu thật đẹp còn khiến người ta phải tự tử chết nữa chứ. Như là cái cô Yến đó đó. Anh im đi. Đó là chuyện của thời ăn chưa no, lo chưa tới, nghĩ suy bồng bột. Biết đâu thời gian sau này cô cũng bồng bột hơn nữa thì sao? Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Anh Khanh, bây giờ anh muốn gì anh cứ nói thẳng ra đi. Tại sao anh cứ hành hạ em hoài vậy? Bữa nay là đúng 6 tháng rồi. Nếu không có người đến đem đứa nhỏ đi thì tôi và cô coi như chấm dứt. Anh nói vậy là sao? Tôi và cô ly dị. Chị Hằng. Thu cô mới tới hả? Dạ, em vừa ra trại là em tới đây liền, để xin chị cho em nhận lại con em. Dạ, chào. Đừng có để ý tới ảnh. Chị, con em đâu? Nó ở nhà mẹ chị. Chị gửi cháu ở đó khoảng một tháng nay. Có phải vì anh nhà không bằng lòng? Không phải. Nè, ngồi nghỉ một chút cho khỏe, rồi dùng cơm xong chị sẽ đưa em đi rước con em. Em cảm ơn chị, em muốn gặp con em liền, em nhớ con em lắm. Vậy cũng được. Chị Hằng, chị giàu có sung sướng như vậy mà chịu cảnh tội tù thì thật đau khổ. Những lúc nhìn chị giống như người không còn cảm giác, em đau lòng lắm mà không có cách gì giúp chị vơi bớt nỗi buồn. Chị cũng không biết tại sao lúc đó chị chịu đựng nổi nữa. Em chờ chị một chút nghe. Dạ. Thu. Dạ. Chị gửi em chút ít tiền để về làm vốn nuôi con. Không, không, em không dám nhận đâu. Chị đã cưu mang con em mấy tháng trời cực khổ, em còn chưa cảm ơn chị. Nè, nếu em không nhận thì chị buồn đó. Hoạn nạn giúp nhau thì mới quý chứ. Em cất đi. Dạ, em cảm ơn chị. Không thương em, anh muốn bỏ em hoài vậy? Tiền bạc em làm cực khổ, sao anh cứ lấy đem nuôi người ta thì làm sao em chịu nổi? Trời ơi, trời ơi, có thuốc gì uống cho tôi hết ghen không? Tôi ghen hoài chắc tôi chết, làm sao tôi sống nổi đây? Anh Khanh, anh ở đâu? Anh ở đâu rồi anh Khanh ơi? Anh Khanh, nó muốn giết tôi thiệt rồi. Nó muốn giết tôi mà. Anh Khanh, anh Khanh ơi, anh về, về với em. Anh đừng bỏ em. Về đây để cô giết tôi hả? Ôi da, tay anh chảy máu nhiều quá. Anh đi về, về đi, để em băng bó vết thương cho anh. Đi anh, đi. Thôi đi, cô muốn giết chết tôi
thì còn băng bó làm gì nữa? Không có. Em không bao giờ muốn giết anh. Em không bao giờ đâu. Anh ơi, tại vì em thương anh sâu đậm mà. Đã nhiều lần em bỏ qua phiền giận mà anh không chừa tật. Anh về nhà đi, để em băng bó vết thương cho anh. Tôi không cần, cô lo cho tôi. Anh Khanh, em lại anh mà. Tại vì em ghen quá, chứ đâu phải em không thương chồng. Về nhà đi anh. Tôi nói là tôi không về là tôi không về. Đừng có lải nhải nữa. Nếu anh không về thì anh ngồi đây anh điện cho vợ nhỏ của anh xuống băng bó vết thương cho anh liền đi. Máu ra nhiều quá kìa. Cũng tại em ghen. Chứ nếu mà em muốn giết anh thì em đã lấy dao bén em đâm anh chết rồi. Thôi em về. Anh điện thoại đi. Điện cho người ta đi. Anh Khanh, anh thật quá đáng. Hai ngày rồi anh không về. Anh có biết là hai ngày qua tôi thức trắng đêm tôi ngồi đợi anh không? Anh coi tôi không ra gì thì lần này anh đừng trách tôi. Tôi mài dao thật bén, tôi chém cho anh chết. Anh chết đi rồi tôi cũng tự tử tôi chết luôn. Chứ tôi không thể nào để tình trạng đau đớn này kéo dài thêm nữa. Mẹ, mẹ ơi, nhìn mẹ nước mắt tuôn rơi, tâm trí con rối bời. Con thấy thương thật nhiều người, mẹ hiền lắm phen buồn đau. Đêm đêm ngơ ngơ ra vào mà chồng nào hậu cho niềm riêng. Con, mẹ ơi, con, mẹ, đâu còn gia đình ngập tràn hạnh phúc. Giờ tan thật rồi, tình yêu đã bay xa. Hãy quên hết bao ưu phiền và lên thành phố vui dạo chơi, để cho thanh khơi tâm hồn, đừng bận lòng đến ba má chi. Trời ơi, mẹ ơi, trời ơi. Làm sao mẹ đành lòng đi đâu nỡ xa lìa con. Mẹ, mẹ, hay là mẹ lên Sài Gòn cứ đi chơi cho khuây khỏa, đừng lo gì cho chị em con hết á.
dù sao cũng còn có ông Năm. Mẹ đừng vì một người chồng không tình nghĩa mà đau khổ như vậy. Lỡ mẹ gây án ở tù thì chỉ có chị em con và mẹ khổ đau mà thôi à. Con, mẹ, mẹ ơi. Mẹ cảm ơn con. Con đã an ủi động viên mẹ. Được, mẹ sẽ làm theo lời của con. Mẹ sẽ rời quê, mẹ lên Sài Gòn. Mẹ bỏ ngoại con, bỏ mẹ của mẹ, mẹ, và mẹ bỏ các con mà đi. Mẹ ơi, đi trốn cái đau khổ, cái đau khổ cứ đeo đẳng mẹ hoài không chịu buông tha mẹ. Mẹ ơi, mẹ đưa dao cho con, đưa cho con đi mẹ. Mẹ, con. Tại sao tôi cũng như người ta mà tôi phải trôi nổi một mình nơi xứ lạ? Tại sao tôi vẫn đau khổ khi tàn những cuộc vui chơi? Không, tôi không thể chịu đựng. Tôi không thể tiếp tục sống vì đau khổ dài dò. Lần đầu muốn chết, tôi đã uống thuốc trừ sâu mà lại uống nhầm nước tắc. Lần thứ hai nhảy xuống sông thì lại nhầm lúc nước ròng. Còn lần này thì mình quyết không để sơ sót xảy ra. Phải chết thôi. Hôm nay, đây là giây phút cuối cùng mình còn ở thế gian. Sau đó thì tất cả mọi sự đau thương thống khổ đều rũ sạch. Ai mà giống Hằng dữ vậy cả? Trời ơi, Hằng! Chị Mai, Hằng ơi, em làm cái gì vậy Hằng? Chị Mai ơi, chị Mai, Hằng ơi là Hằng. Hằng, chị nghe em đã có gia đình và lập nghiệp ở Cà Mau, mà sao em lang thang một mình ở đây vậy? Em quá tuyệt vọng rồi chị Mai ơi. Em khổ quá chị ơi. Có chuyện gì mà em tuyệt vọng? Em nói cho chị nghe đi. Nói đi em. Chị ơi, bây giờ em không còn con đường nào thoát trong tối tăm. Bao đớn đau đọa đày trời già để riêng mình. Bình tĩnh kể lại cho chị nghe đi em. Hằng, không còn gì để mà luyến lưu. Em
Hằng ơi, xa cách bấy lâu nay tạo quá rồi, dung cho chị em mình gặp lại. Nhìn em mà lòng chị xót xa ấy ngày, ôi đời thật bể dâu dời đôi. Lời Phật dạy không sai, đời vốn vô thường. Thôi thì chuyện đã qua hãy xem như giấc mộng, quên hết những đọa đài quả báo quan thiên. Phật pháp nhiễm màu nên nương tựa, là tiên đơn chừa giấc vô minh, là thuốc trường sinh người thoát khổ, là thiền từ tế độ đem đến niềm vui. Dạ, em xin nghe lời của chị. Chị Mai ơi, em nghe thầy Tích Tâm Khải thuyết pháp, trong lòng em bớt buồn rồi. Trời ơi, nếu em không lên đây nghe, chắc em không sống nổi. Trời ơi, như vậy là được rồi đó. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Có gì mà cảm ơn. Em hãy làm theo lời thầy giảng lúc nãy và hãy siêng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho trong lòng được nhẹ. Chắc em còn được phước duyên vì em đã nuôi đứa bé, cho nên ông trên Phật trời ngài rủ lòng đã xui khiến cho chị em mình bỗng dưng gặp gỡ để hôm nay nghe lời giảng của thầy. Giờ đây em chợt tỉnh ngộ là từ lâu không đi chùa lại Phật, cũng không bố thí cho ai, cũng chẳng thương người đau khổ. Nghe em nói vậy chị mừng, chỉ một lần nghe thuyết pháp mà tỉnh ngộ liền. Theo chị nghĩ em sẽ mau dứt khỏi mê lầm. Nếu em thường xuyên tham dự những khóa tu, những chương trình Phật pháp nhiệm màu, thì em sẽ tỉnh táo rất mau. Dạ, em xin nghe lời của chị. Bạch thầy, từ ngày vào chùa Quảng Pháp nghe thầy giảng, con càng hiểu xa về môn tịnh độ, giúp cho con được bình an. Mà suốt bao năm qua con đắm chìm trong đau khổ. Đúng vậy, chỉ có Phật pháp là phương thuốc nhiệm màu chữa lành căn bệnh phiền não và trầm kha của chúng sanh. Nghiệp nhân, nghiệp quả cứ đi theo chúng ta như hình với bóng. Vì thế nghiệp lành hay nghiệp dữ là do chúng ta tự tạo ra, và cũng chính nơi chúng ta nhận lành. Cho nên hạnh phúc hay đau khổ không do trời ban mà do tâm ta tạo. Bạch thầy, nhờ có chương trình Phật pháp nhiệm màu đã giúp con đủ can đảm để con nói ra những tội lỗi khủng khiếp mà con đã gây ra. Chỉ có 6 chữ:
Nam Mô A Di Đà Phật mà đã giải được tất cả những đau khổ và cái chết của con. Thưa cô đã từng nói là rất hận chồng mình, và nếu có thể cô sẽ giết chồng để thỏa lòng thù hận. Vậy sau khi học Phật, niệm Phật, sống theo Phật, cô có còn nuôi lòng thù hận muốn trả thù chồng nữa hay không? Và giả sử bây giờ khi đối diện với chồng mình, cô khoan dung tha thứ hay ngoảnh mặt làm ngơ? Và nếu chồng cô quỳ xuống trước mặt cô, nói lời ăn năn sám hối, mong cô trở về nối lại tình xưa nghĩa cũ, thì cô có thể tha thứ và trở về hay không? Dạ, bạch thầy, con đã hiểu thế nào là nhân là quả, nên con không còn oán trách giận hờn chồng con. Con tha thứ cho anh ấy, nhưng con không thể về sống chung được, vì sợi dây luyến ái đã làm cho con đau khổ suốt mười mấy năm rồi. Con sợ lắm. Bây giờ con chỉ muốn niệm Phật cho tới ngày giảng sanh mà thôi. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, qua cuộc đời của cô Hằng, chúng ta thấy rõ vấn đề nhân quả. Ngày trước khi còn trẻ, cô đã chiếm đoạt người yêu của người khác và làm cho người ta phải tự tử. Sau này chính cô cũng vì cái tình cảm mà phải chịu quả báo, phải đau khổ, phải đi đến con đường tự tử như người đã vì mình mà tự tử. Như vậy đây có phải là oan gia báo oán hay không? Chúng tôi đề nghị cô nên lập đàn cầu siêu. Hằng ngày niệm Phật, cô phải hồi hướng cái công đức của mình cho cô Yến được siêu thoát. Bởi lẽ nếu cô này không siêu thoát thì cái oan gia nó cứ theo chúng ta mãi. Cô thấy không, ngày trước cô đã lợi dụng lòng thương yêu vô bờ bến của bà ngoại và mẹ như thế nào, thì ngày nay chồng cô cũng lợi dụng tình yêu thương của cô như thế ấy. Cô có lời gì nhắn gửi đến mọi người không? A Di Đà Phật, lời thiết tha con gửi đến Phật tử là hãy tha thứ cho con những tội lỗi mà con đã gây ra. Giờ đây con thành tâm sám hối những tội lỗi của con làm. Con mong muốn thế hệ trẻ đừng bao giờ đi vào con đường sai lầm giống như con. Con cầu mười phương chư Phật phò hộ cho thầy trụ trì chư Tôn Hiền Đức luôn luôn thân tâm an lạc, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con trên bước đường tu học. Cầu chúc quý Phật tử dồi dào sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, đặng một đời vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.